Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Gia xin chào quý chú, quý chị, các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một điểm bán sầu riêng tại chợ 586. Sầu riêng không qua phải không anh? Dạ không qua. Nhiêu ký anh? 30-40 à, hai loại á. Loại nào 40? Bên đây hả? Đây anh 40, đây 30 á. À, 30 là nhỏ hơn phải không? Nhỏ hơn. Mình vườn ở đâu lên bán anh? Ở đâu có hủ á. Ủa em cũng có hủ nè. Ờ. À, này lấy lại hay là... lại phải không? Chôm chôm thì nhiêu ký? Dạ 18 á. Chôm chôm 18 là chôm chôm thường phải không? Chôm thường anh. Có hủ là ở đâu ta? Ở khúc nào? Này mang cục. Cục nhiêu ký? À, 35 anh. 35 hả? Bây giờ mua sầu riêng nè, sầu riêng này có bí quyết nào lựa trái nào ngon không? Những trái móc móc gì chắc ngon ha, già phải không? Mà anh muốn trái ngon phải không? Dạ. Mấy cái móc gì nè, là nó ngon lắm. À, là móc tiền nào ngon đấy á, tại cái móc thường thường theo kinh nghiệm bán á, móc cơm nó vàng chứ nhưng mà nó ngọt á. Như là trái nào, trái này móc không, trái này sao? Trái này móc ngon nè. Trái này ngon nè, à, phải không? Dù mấy cây này cây ngon nè, dù mấy trái này nè, dù đây dòng này nè, cây cây ngon đó. Dạ. Cơm nó gáo mà. Ngoài ra em nghe người ta thử sao nghe cọp cọp vậy đó anh. À, cái có... thử nó dù búng á, bồng bồng kìa nè, ta nghe tiếng rỗng á. Dạ. Nó bồng á, hoặc là kéo nó bồng á, tiếng bồng á. Dạ. Có người ta lấy dao người ta cái dao thái mình cỏ rồi nè, không có dao thái á, ta hình búng á, cảm nhận được nó bò bò nghe tiếng. Dạ, cái đó là 40.000 ký đúng không? Đó là 40. Đâu anh chỉ em vài trái ngon nữa coi kìa, em lấy cái này trái ngon nè, trái này là ngon. Trái này là ngon điều muối á, phải không? Mà mấy vụ mấy trái này nó cũng ngon, mà vụ này là muối muối giòn quá à. Muối giòn, muối giòn là muối đặt nó kẹo lại á, nó gom lại á. Là... đây dòng này nó gom lại bên đây hay chỗ này là ít đúng không? Đây nhiều nè. Dạ, bên đây nhiều. Nó gom mấy dòng này nè, nó gom nó kẹo có thể 6-7 muối cái này nè. Dạ. Còn trái nào ngon nữa lấy em coi thử nha. Cái này cũng ngon nè, muối giòn luôn nè. Dạ. Chỉ thấy em quay chỉ đi rồi hả? Đâu rồi, giờ anh lựa cho em loại trái nào ngon ngon rồi khui giùm em luôn ha. Cái này đi ha. À, trái nào ngon nữa thì anh điều muối đó, muối nhiều đừng khui ra cho nó đẹp á. Trái đẹp phải không? Ừ. Cái này đi. Cái đó. Muối ngon lắm nè. Muối ngon nhưng mà cái mình nó bị lép nhiều không? Muối lắm muối luôn. À, cái này dài lắm, già lắm phải không? Nè. Dạ rồi. Đây khui trái này ha. Dạ. Rồi. Cần ký khui cũng được. Rồi. Hôm gà là em chia sẻ nhiều clip sầu riêng lắm rồi đó. Rồi. Riêng này ngon lắm, coi vô coi khui hết luôn nha, thấy chưa? Được rồi, giải khui bét luôn đi em coi em ăn luôn. Cái này vàng cơm gáo luôn nè. À, cơm gáo luôn vàng phải không? À, nhưng mà này ít hột phải không? Đúng rồi. Rồi anh đâu anh test cái muối có hột nhiều giùm em cơ, tại một bên bị lép đây. Tắt ra luôn nha. Dạ, tắt ra lại đi không sao đó. Đó cơm vàng đó. Tại giờ do cái này nó bị giòn muối đúng không? Nó giòn nè, nó muối dữ lắm thấy không? Rồi đâu anh test này ra tại em cái điện thoại anh lại cũng không sao. À, muối dữ lắm thấy không? Ta bảy tám muối một trái thì nhiều muối luôn á. À, anh luôn để lại cho em đẹp coi, đẹp đẹp gỡ này ra đại. Rồi luôn nha. Rồi. Rồi. Quá trời ngon. Cái này trứng gì lắm, chín rồi anh hả? Cái này là trứng cây mà. Này là hàng ăn liền đó. Mình bán đây mỗi ngày hay sao? À, bán mỗi ngày luôn á. Ngon quá. Ngọt phải không con? Cho em thử muối nha. Thử đây. Đây, đây muối ăn nha. Dạ. Rồi, ăn muối đây đi. Cho đây đi. Rồi, cái này cơm khô nè các bạn. Rồi. Cái này hàng là hàng ăn nó ngon, ăn liền mới ngon. Cơm. Đây, mình đóng lại được chưa? Hay là quay luôn á? Anh để đại đi, em quay từ từ cũng được. Dạ không. Mua tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh. Mua âm ly, laptop cũ, laptop mua điện thoại cũ, điện thoại nó không có bị lạnh. Mua đồng hồ. Nó béo nữa.
em ăn cái thớ nó dài 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 nó kéo nó ăn rồi ngon quá. Bỏ ngọt ăn nha, cha lấy cho bỏ ngọt ăn nha. Quá ngọt, quá thơm, quá béo luôn á. Anh cho anh lấy, anh đưa cho em mượn em lấy cái muối cho bé. Nè con. Cái này là sầu riêng khổ qua nha các bạn. Nè con. Con muốn ăn muối nào con lấy muối đó. Nó không lấy được nè. Cho con gỡ lên nè, nè, cha đẩy lên nè. Nè, 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 nè. Đồ cơm khô ngon nè. Được chưa, gỡ ra, đúng rồi. Thấy không? Rất là ngon. Đây là sầu riêng của mình nha các bạn. Mình ăn luôn nha các bạn, học nữa nha các bạn, ngon quá à. Mời các bạn nha. Măng nó ngon lắm đó chị. Dạ 30-40 một ký anh. Cái này mấy ký rửa kênh anh. Bên đây nha. Ký nữa anh. 7 ngàn ký. Rồi rồi. Dạ 1 ký anh, ký giác. Rồi rồi rồi. Quá đại trong. Đúng không? Ngon quá các bạn ơi. Hộp thì nó to thiệt á, nhưng mà rất béo. Tuy nhiên hôm qua nó có đặc điểm là béo và ngon. Ăn nào đi ăn chị, ngon lắm chị ơi. Nên... cái này 40 hả? Dạ cái chế đó chị ngon lắm chị. Cái em khui y cái anh này đó. Cái này giống là chế này em khui ngon chứ đó. Cái chế chồng là muối ngon chứ lắm luôn đó. Khui ra muối dưỡng, muối dầu đó. Có ăn nữa không? Cho đúc con nha. Này đúc Bảo Ngọc ăn nha các bạn. Con đợi em giúp đi, em đang bán rồi, em đi. Không con. Nè con ăn dạ. Đi cầm đi. Dạ cái này 1 ký luôn. Con cầm cục giấy riêng tụi tay không? Chị ơi cái này ngon nè chị. Y như cái anh này em mua ra luôn nè. Giống hệt một vòng luôn không, một cặp nữa nè. Con ngon cái lắm, khu cái muối tảng thằng nãy giờ 7 tấm muối luôn. Thấy gì chứ muối lắm, mấy cái này nè. Chị em có nói dốc gì đâu. Ngon, hàng nè. Dạ. Dạ, cái này chỉ 6-50 đâu đó. Em có đây cho chị nha. Muốn là muốn dồn không mấy cái này nè. Điểm bán sầu riêng gần ngã tư chợ 586 hay là gọi là chợ Phước Thứ ha các bạn ha. Hình như anh bán ở đây cỡ tuần nay rồi phải không? Dạ. Điểm bán sầu riêng ở đây nha các bạn. Dạ, 30-40 chạy sầu riêng 9 cây không à. Dạ 30-40 chị, dạ 30 bên đây, cái có ngăn đó chị, là... biết em đi. Đối diện với dạ, chỗ nội thất nhựa thanh phong hả các bạn. 600 gram là 24 ngàn đó chị. 24-40 là 64-70 rồi lại 6 ngàn. Đủ hay chị. Rồi cảm ơn chị. Ăn gì đi chị. Chị ngon chơi. Rồi. Nhờ anh bỏ bọc. Cái này hả chị? Dạ. Cái này bánh chê hàng nhỏ với muối lắm. Chị nhỏ nhỏ chứ người thấy nè, mấy chồng mày gồi với muối nha. Cô kia làm một ngày chị em tin cái bà bác ấy là lại em chị nhỏ làm của anh em. Chị lấy đi chị.
800 gram chị. Giá 24.000. Em có đi chị nha. Thấy gì đi chị, cho riêng đi. Dạ 30 40 hai loại chị. 48 32 hả? Cái đó 30.000 phải không? Dạ. Thế này 30 bên đây á. Rồi rồi chị đợi em chút. Lấy con trái chị muốn nhiều em. Hàng 40 á. Cái này là một bé ăn hết đi, làm khui lắm muối luôn thấy vậy đó. Cái này nhiều quá. Dạ cái này ký tư chưa? Khui chị đúng không? Trời nói là có là tắm. Tắm bao giờ nhưng cái này không bị sượng. Cái ngon nguyên không chứ nó sượng đó. Quá ngon luôn cái này. Gần với chợ 586 ha các bạn. Bên đây là Central. Đường số 8 gần chợ. Đó chết đó em mới ăn xong còn nhiều đó. Dạ, cái này ngon lắm mà chị thấy anh ăn vài chỗ anh ăn liếc luôn kìa. Cái này cũng được nữa nè. Cái này cũng được. Trời ơi, khô gan rồi chị. Anh bỏ bọc em để gùi bu mày. Đây là sầu riêng bên đây là 30.000 một ký nha các bạn. Thôi thôi lại như em, lấy 500. Thì chị bán lên dùng đi rồi tính tiếp nữa. Bên này là. Đây mua hết đống 500 mua đại em sợ đó. Đây là 40.000 ha các bạn nha. Đó. 40.000 thì ăn gì đi anh chị ơi. Chục kia ngon lắm nè. 480 ạ. À. Dạ 30 40 à. Chục kia ngon lắm. Chị kiểm lại chị. Chỗ đó bán tập quá nhiều lắm á chị. Lớn nhất ở 586 này á. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Anh ấp cái vỏ cũ lại đó rồi anh bỏ vô bọc giùm em. Ấp lại cho anh nha. Dạ. Đúng rồi. Rồi gáp lại nè. Thật là mới mốt anh nè, đúng rồi đó, nhiêu đó cũng được rồi. Anh nè, dạ. Khỏi khỏi nịch, khỏi nịch. À, em thấy người ta bán người ta hay mua cái hộp đựng cơm á. Có những người sao? Có những người người ta bỏ vô hộp đựng cơm người ta đem đi ra tiệm. Bình thường có đem ở đây góc quên phải không? Quên. Ngoài sầu riêng sữa, sầu riêng khổ qua này mình có bán thêm sầu riêng gì nữa không anh? Có hạt lép nữa mà hạt lép thì đa số là hàng chín cây mà còn ít lắm. À, dạ. Đây, đa số là hàng chín hết, hàng chín cây nhưng mà không có nhiều số lượng á. Bây giờ số lượng cái hàng chín cây không có nhiều á. Đại thì cũng được anh bỏ bọc thôi, nó không xách về mà đâu có sao đâu. Các bạn xem lại cận nha. Mấy trái nâu nâu này chứ ngon lắm. Dạ đúng rồi. Già dạ, lắm già luôn á nha các bạn. Cái sầu riêng này cái cuốn già nè. Sầu riêng rụng, anh nói là sầu riêng rụng thì theo mình quan sát là sầu riêng rụng rồi nha các bạn. Cuốn nè ha, nó dính sình nè.
nó chày nè, ở trên nó rụng xuống nó dập chân nè.